người mà thánh hiền từ ngàn xưa đó nhìn lại đi họ nằm trong phạm vi của tam minh và lục thông này mà được cả bao nhiêu 8 tỷ người của thế giới này ca ngợi không thì đều nằm trong phạm vi tam minh và lục thông này hết mà một số người bởi vậy họ nói là phật cảnh giới cũng đúng chỉ là một ngôn ngữ của diễn tả thượng đế thôi của toàn năng và toàn giác tất cả những thánh hiền từ ngàn xưa bây giờ khi các bạn nhìn thấy được những cái mảnh ghép mà của Thượng Đế đã gửi đến ở những thời điểm khác nhau đều thể hiện cái ta minh và lục thông của Thượng Đế của chỗ vô tướng đó toàn năng toàn giác tuyệt đối nhưng vô vô tướng nhưng tuyệt đối đó nhưng Thượng Đế Phật á, là có ba thân Phật thân này cũng như là Pháp thân đó cũng như là Thượng Đế đó cái thân vô tướng đó cái đó cái cái thật cái cái đầu tiên và cái cuối cùng đó cái chỗ vô tướng toàn năng toàn giác đó đã sinh ra và vận hành tất cả mà chúng ta tạm gọi là nhục thân ứng hóa thân và pháp thân đối với thượng đế đó thượng đế luôn có cái pháp thân cái ứng hóa thân của thượng đế một phiên bản hoàn hảo mà bạn có thể gọi là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp gì cũng được một phiên bản hoàn hảo của tất cả các linh hồn gọi là Great Spirit gọi là có tướng nha có tướng một cái tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp hoàn hảo của Thượng Đế tùy theo cái thiện căn phước đức nhân duyên của các bạn mà các bạn sẽ thấy tùy theo cái đức hạnh của các bạn mà các bạn sẽ thấy được cái chân tướng của người đó ở mức nào thường là bạn thấp hơn bạn không thấy được đâu bạn thấy được nhiều con người họ thấy được ở cái tầng nghiệp của họ nhiều con người họ thấy được ở cái tầng phước báu của họ nhưng ai là người đủ sức để thấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cái great spirit cái mà ứng hóa thân của Phật. Ừ đang hiện hữu và đang thuyết pháp không bao giờ ngừng dứt. Tại vì tụi nó có ước muốn là có, không bao giờ ngừng dứt, không bao giờ ngừng dứt. Và cái cái ứng hóa thân của vị đó ngồi trên ngai vàng đàng hoàng và cầm cái phương trượng đàng hoàng. Và có một người mọ Gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp luôn á. Và cũng là bất tử luôn. Linh hồn của các bạn cũng bất tử. Bạn có biết cái điều đó hay không? Tất cả các bạn có một cái gọi là linh hồn gọi là ứng hóa thân tùy theo cái công đức của các bạn mà các bạn sẽ có những cái ứng hóa thân nhất định đó là lý do tại sao mình có cảnh giới chư thiên địa ngục ngạ quỷ súc sinh luôn do tội ác mà có rồi chư thiên rồi tới bồ tát vân vân tổng lãnh thiên thần vân vân cái linh hồn nó cũng bất tử nha mà do thiện hoặc ác mà có nó bất tử luôn cái đó cũng bất tử luôn ừ. nhưng mà bạn có thể bị sáng hoặc có thể bị tối tùy theo nếu mà ví dụ đi có một số người ví dụ như họ họ muốn ca ngợi thượng đế muốn ca ngợi uh, chân lý của thượng đế và họ họ đến ví dụ như họ có thể đến những cái cái họ làm việc họ làm việc ví dụ như làm những vị hộ pháp chẳng hạn để họ dẹp những cái tối tâm họ đem ánh sáng đến nhưng mà nếu mà họ trở nên bị cám dỗ hoặc gì bị gió tại vì họ sẽ vào những cái thế giới mà họ không thấy lại được họ những cái bị bị những cái thử thách mà họ không kết nối lại được với ứng hóa thân của họ hoặc với pháp thân của họ thì họ sẽ làm sao gọi là bị rớt tạm gọi là bị rớt và họ cũng sẽ nó cũng vẫn bất tử nhưng mà nó sẽ lọt vào những cái tối tâm hoặc là những cái thế giới nó tối tâm hơn ừ, nhiều lắm đầy đó là do tại sao gần đây một số chúng sinh họ rất nhiều spaceship họ đến và họ đi vào thiên đàng mới họ ước nguyện được đi vào thiên đàng mới tại vì thiên đàng mới nó bất tử tại vì nó không có chủng tử đau khổ hay gì đó trong đó hết á và cái đó là cái mà cả vũ trụ này đang ước ao ừ. ok rồi tất cả các bạn đều có một cái gọi là linh hồn mà các bạn có thể gọi nó là higher self và tất cả các bạn cũng có khả năng thành phật cũng có khả năng thâm nhập lại cái chỗ tuyệt đối đó khi các bạn thấy lại được cái chỗ tuyệt đối đó thì gọi là đại giác ngộ ha là bạn nhìn mọi thứ ở cái vị trí giải thoát tuyệt đối không còn bất cứ một cái chủng tử sinh tử nào của tối và sáng nào hết đó nhưng phần đông chúng sinh á họ tu á họ thấy được những cái tiềm thức của mình á của họ thôi á để mà họ biết được cái gì làm họ hạnh phúc cái gì làm họ đau khổ trong đời này thôi á là những cái chúng sinh tương đối cũng có cỡ tầm cỡ rồi con người bình thường những con người mà mất kết nối á họ chỉ thấy được những cái ý thức của họ thôi những cái bề mặt nổi của cái tảng băng chìm thôi họ không thấy được cái tiềm thức về mặt nổi của tẩm bằng chìm mà như là khoa học của nó là 5% phần trăm thôi à 95% phần trăm là nằm ở trong tiềm thức của họ và cái đó bạn có thể gọi là nghiệp hoặc là nhân quả hoặc là tiềm thức những cái ngôn ngữ khác nhau của những thời đại khác nhau phần đông con người á họ thấy được tiềm thức của họ và họ chuyển hóa những cái tiềm thức giới hạn của họ là dữ lắm rồi chỉ có cỡ những vị ví dụ như phần số cao hơn nữa ví dụ như những người mà có sứ mệnh cao hơn nữa thì họ sẽ thấy được họ sẽ cảm được cái năng lượng của một số người nhất định trong dòng họ hay gì đó của họ đại khái nhưng mà còn cái thấy biết và cái trí của một bậc đại giác á, thì một chút nữa thì mình sẽ nói ở đây thì đấy các bạn thấy là nó 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 sẽ có cái sự khác biệt rất là xa vời xa vời ừ tam minh ha thì nó có đầu tiên là túc mạng minh. Nghĩa là một cái cái phẩm chất đầu tiên của thượng đế á của cái chỗ toàn năng toàn giác đó đó là biết rõ kiếp trước của mình và người một cách thấu suốt. Tại sao mình nói biết rõ kiếp trước của mình và người một cách thấu suốt? nếu không biết được rõ mình và người một cách thấu suốt đó, thời kinh điển đã không có nói là ta là cái bắt đầu và là cái kết thúc nghĩa là thấy từ cái đầu tiên cho đến cái kết thúc mình là ai mình là ai và thấy luôn cả đoạn giữa thấy một lượt mình gọi là cái thấy omnipresent cái thấy toàn biết toàn giác thấy hết khi mà tham mình đang nói chuyện với các bạn tham mình không phải đang nói chuyện với ý thức của các bạn mà tham mình đang nói chuyện với ý thức và tiềm thức của tất cả các bạn một lượt và tham mình thấy và cảm và nghe chúng một lượt nếu mà tham mình không nói không phải mà tham mình đang nói chuyện với ý thức và tiềm thức của các bạn một lượt á thì á các bạn không có được sự tự do của ngày hôm nay đâu Các bạn không có những cái sự chuyển hóa sâu sắc của ngày hôm nay đâu Các bạn không có được cái những cái sự mầu nhiệm Bất khả tư nghị của ngày hôm nay đâu Đó Thấy rõ cái người đầu tiên và cái người Tôi đến cái người cuối cùng Cái cái sát na đầu tiên và cái sát na cuối cùng Và trước khi cái đầu tiên và cái cuối cùng đó tôi là ai và rồi tại sao tôi kiến tạo cả cái vũ trụ này và kiến tạo cả vũ trụ này như thế nào và tôi muốn sáng tạo như thế nào và quy luật của vũ trụ này là như thế nào nắm hết trong lòng bàn tay á. Đó. đó gọi là túc mạng mình Nếu mà không, không thấy không có nói được những cái bữa giờ tôi mình nói các bạn có bao giờ nghe hoặc đọc ở từ đâu không? Nhưng mà tại sao khi tôi mình nói nó làm trái tim của các bạn nó giải phóng vậy? Mà đó là một những quy luật của thiên đàng. Tại sao tất cả ngay cả các vị Bồ Tát cũng hướng về chư Phật. Để mà ca ngợi ngày đêm, tán thán công đức ngày đêm, tại sao? Tại họ hướng về cái chỗ niết bàn tuyệt đối đó là họ đang niệm Phật đó. Là họ đang họ đang tán thán công đức Phật, họ đang hướng về, họ đang tu, họ đang ở tâm giác đấy. Hướng về chỗ giác, hướng về đấng toàn năng toàn giác, tự động hướng về cái gốc của mình ở chỗ niết bàn, hướng về người đó là tự nhiên ở niết bàn, đó là một chân lý. Mà tại sao để bạn có thể biết được người nào làm phật người nào là ma hướng về những người mà thật sự họ là vô tướng vô ngã một bậc minh sư thật á ủa phiền não bạn tan biến ngay tại đó phúc lành nó trổ ngay trước mắt bạn tại đó nếu bạn chỉ có niềm tin thôi bạn chỉ có niềm tin thôi với lại bạn hướng về cái người đó bằng một cái sự thuần khiết thôi phúc lành nó trổ liền tại bạn đang kết nối thẳng với cái gốc của bạn mà Do đó, kinh điển nói là tại sao Cái sự xuất hiện của một bậc đại giác Là phước lành cho chư thiên và nhân loại Cái sự thật này thay mình chưa bao giờ nghe ở đâu nói thì mình chưa bao giờ thấy ai chia sẻ Nhưng mà cái này là chân lý của vũ trụ Để ý đi Hướng ừ. về Thượng Đế Hướng về chỗ toàn năng toàn giác đó Đức tin vào chỗ toàn năng toàn giác đó là đang niệm Phật Hướng về nếu mọi người nào mà may mắn gặp được một cái vị mà gọi là đại giác ngộ đó thì hướng về cái người đó thử đi ca ngợi chúc phúc cái vị đó thử đi tự mở cổng thiên đàng ngay hút dây hiện tại luôn bệnh tật nó còn tan luôn nhưng mà đủ hết cái sự ích kỷ chưa đủ hết cái sự mà ngã mạng chưa để tiếp nhận cái ánh sáng yêu thương vô điều kiện đó chưa còn một số người á khi hướng về đó tự nhiên phiền não tối tâm bế tắc bực bội ừ. nhưng mà một số các bạn khi mà chưa các bạn chưa có minh định các bạn có những cái nghiệp tùm lum thì lúc đó nhiều khi các bạn chưa thấy gì đâu các bạn thấy nghiệp của các bạn đúng không mà này thưa mình nói là những người tương đối có cái sự thiện lành và thuần khiết nhất định họ sẽ cảm rất rõ thấy rất rõ nó giỡn được và tao mình có phương tiện của cái nền văn minh ở ngoài rìa thôi đó ở ngoài rìa của thành phố sambala thôi đó mà nó có cái quả của cây sự sống đó. và nó đã cổ truyền từ những cái loài thảo dược á mà đó nó, hàng ngàn năm nay rồi ừ. và và đó dùng cái đó đó là sao thấy chân tướng liền cái người đứng trước bạn là phật hay là ma thấy cái mặt nó liền luôn không có nói chơi được sau này cả thế giới sẽ thấy một lượt <laughs> bây giờ những đứa may mắn là những đứa được thí nghiệm thấy trước được thấy trước sao hơn thì có thứ mệnh thứ hai thiên nhãn minh cái thấy nhìn mà nó cái thấy nhìn tuyệt đối mà nó thấy hết mọi cảnh giới thấy hết mọi cảnh giới muốn thấy gì thấy à thấy hết một lượt luôn và rồi cái thấy đó xuyên suốt và thấy mình là ai mình bất tử như thế nào và cái gốc của mình đoạn đầu tiên sao đoạn giữa sao cần làm gì đoạn kết thúc sao thấy hết và rồi không thích không muốn là che lại không thích thấy tại thấy hết thì sao nó nhàm quá thật sự là vậy đó là do tại sao ngày xưa mà khi mà nghe nói một số người kể đó phải không nhưng mà thì mình thấy là có thật đức phật thấy rồi cái có người năn nỉ kể sự thật giống như chia, chia sẻ cho thuyết pháp cho con nghe sự thật tao không kể tao không kể đâu tao không kể được tao không kể đâu à, kể không nổi cả cái tạo hóa được sinh ra bởi Thượng Đế bởi cái chợ đấng tối cao đó ca ngợi tất cả đi yêu thương được tất cả và làm đẹp tất cả là mở cửa phước lành cho bạn là đang ca ngợi Thượng Đế mà ca ngợi Thượng Đế chính là quy luật của thiên đàng mà tất cả ngay cả các vị Bồ Tát cũng hiện đang làm tại hiện đang làm hả 24 trên 7 luôn tất cả các tổng lãnh liên thần đang làm 24 trên 7 luôn chẳng những đang ca ngợi Thượng Đế mà còn đi vận hành để mà hả bảo vệ cho ánh sáng để mà bảo vệ cho hả Vâng, vân Đại để ca một phần là ca ngợi thượng đế làm đẹp thượng đế làm đẹp thiên đàng nữa đó tại vì họ quá rõ quy luật của vũ trụ quá rõ quy luật của thiên đàng luôn á thiên nhãn mình, thấy hết thấy hết tất cả các thấy rồi sao thấy rồi tới thấy tới họ mà không muốn thấy nữa. không muốn thấy mà kiểu mà muốn che lại chút chút chơi cho chơi cho nó vui chơi cái hành trình lãng quên để được gợi nhớ khám phá nó mới vui còn thấy hết rồi thuốc mà thấy mày thấy hết rồi mày nói Trời cái trò này nó cũ quá trời cũ rồi. tôi tôi đã chơi cái trò này rất là nhiều lần mà chơi đi chơi lại hoài thấy hết thấy hết và thấy mình tự do tự tại trong tất cả mọi cảnh giới như thế nào và thấy mình kiến tạo mọi cảnh giới như thế nào thấy rõ mình là cái đầu trong phút cái, cái đầu tiên và cái cuối cùng và ở đoạn giữa mình là cái gì thấy hết luôn bữa giờ chia sẻ các bạn được mở rồi đó mà không bao giờ hết hết đó Không bao giờ hết cái trí tuệ đó Trí tuệ mà nó vận hành cả Không phải cái trái đất này đâu Ngân hà thiên hà Từng tế bào của bạn Từng tế bào của dãy ngân hà thiên hà Từng tế bào của chiếc lá cây ngọn cỏ Đá Không khí Hơi thở Tạo hóa quyền năng tối cao Gốc của bạn Chứ bạn đến từ đâu Ba mẹ bạn đến từ đâu Ông bà bạn đến từ đâu đến từ đó đó nhưng mà bạn đã thuần khiết được bao nhiêu để bạn thấy được tới cái chân lý tối cao đó là vấn đề ừ. một số người ngay cả cái ý thức của họ còn không thấy nữa đó là quá hiểu quá hiểu rồi đó một số người tiềm thức của họ cũng không thấy hết nữa nhưng mà bạn có biết là cái mà thiên nhãn minh là thấy được không phải là thấy tiềm thức của họ mà thấy được tiềm thức của cả vũ trụ này một lượt quá khứ hiện tại và vị lai một lượt. Giờ đó mới nói đúng chuẩn 100%, trời ơi tâm ý nó đang nghĩ cái gì, nó đang trời ơi nó định nó đang nghĩ cái gì, nó đang bế tắc cái gì, biết hết mà biết một lượt luôn. Ờ, ừ, nó khớp với nhau hoàn toàn á. Đó là thiên nhãn minh Mắt thấu suốt cá cõi không bị ngăn ngại Không có ngăn ngại gì hết á Muốn thấy gì thấy Muốn biết gì biết Nào là cái gốc của bạn Bạn đủ thuần khiết chưa Bạn đã đủ cái thuần khiết Tất cả các tổng lãnh thiên thần Các vị đại Bồ Tát Họ làm việc ngày đêm để mà họ ca ngợi thượng đế họ ca ngợi chân lý họ bảo vệ thượng đế họ bảo vệ chân lý họ ca ngợi thiên đàng họ làm đẹp thiên đàng họ làm đẹp cuộc sống này họ làm đẹp tạo hóa chính là họ đang làm đẹp thiên đàng và đó là cách mà họ ca ngợi thượng đế đó các bạn có bao giờ xúc động trước những vị hộ pháp cái cái pháp tu của họ hay chưa ừ. có một số người họ phải diễn những cái gương mặt rất là xấu để mà một cách họ muốn diễn tả là họ muốn ca ngợi thượng đế mà họ không ngần ngại như vậy mà họ vô ngạ như vậy đấy các bạn có biết những con quỷ mà ở dưới ở dưới địa ngục á nó là những vị hộ pháp những thiên thần nó phải giả dạ những cái hình tướng đó để mà canh ngục rồi xong rồi những cái lúc mà ta miệng rồi những cái lúc mà nó nó giống như là giải phóng những cái năng lượng bóng tối ở đó đó thì giống như nó được nâng cấp mình gửi ánh sáng cho nó mà nó cười nó lộ cái lộ cái <laughs> quỷ mà cười là bạn nhìn nó cũng hơi mà ngộ ngộ á nhưng mà thật sự là ánh sáng ở bên trong gửi năng lượng chúc phúc và giải thoát lộ tướng thiên đàng liền một thiên thần rất là lớn ở thiên đàng nhưng mà họ, họ thương thượng đế họ ca ngợi thượng đế tới nổi họ phải làm cho họ xấu như vậy luôn ấy một sự vô ngã để ca ngợi thượng đế ca ngợi chân lý của thượng đế để bảo vệ và làm đẹp thiên đàng những con người đang ngày đêm thực hành vô ngã và bạn là ai để bạn không ca ngợi chân lý của thượng đế và thiên làm đẹp thiên đàng Thế thì mình chia sẻ một vài cái ví dụ mà của tại sao có đau khổ. Cái gốc là làm sao? Cái thằng Lucifer, thiên thần sang ngã đó. Tại sao? Nó được sáng tạo quá đẹp rồi. quá wow, Thông minh luôn. Rồi. Nó bắt đầu là nó nói là trời ơi, tôi phải có quyền năng như Thượng Đế. Tôi phải là gì? Bắt đầu là làm sao? với những cái tư tưởng đó bắt đầu nó làm đủ mọi điều ác hết và rồi bây giờ nó làm sao địa ngục vô gián và mãi mãi mọi người khi hướng về nó là bằng năng lượng tiêu cực là làm sao là một sự nguyền rủa và nó bị ở địa ngục vô gián mãi mãi và mãi mãi đó là do tại sao mà ở thiên đàng những thiên thần xa ngã cũng là bắt chước Lucifer chỉ có một điều sai thôi mà rồi khỏi thiên đàng nó là ngã mạng không ca ngợi chân lý không ca ngợi thượng đế không làm đẹp thiên đàng của thượng đế những vị đại bồ tát những vị mà tổng lãnh thiên thần đó là những điều họ ngày đêm đang làm và vì họ ca ngợi thượng đế ca ngợi chân lý đó là quy luật của thiên đàng đó là cội nguồn của mọi phước báu bình an trí tuệ phúc lành để ý đi tại sao có đạo nhà thờ đồ vân vân tại sao họ rời tại sao những người tu đúng ở trong nhà thờ hay gì đó họ rất nhận rất nhiều những sự mầu nhiệm những phúc lành tại vì bắt đầu họ thực hành để ca ngợi thượng đế để ca ngợi chân lý bắt đầu suy nghĩ lời nói của họ bắt đầu hành động làm đẹp thiên đàng làm đẹp cuộc sống những người đó sẽ tự động tăng trưởng phước báu và trí tuệ càng tăng trưởng thì càng hòa nhập với lại những cái phiên bản cao hơn mà không phải chỉ là một cục thịt 70 năm, 80 năm này. Bạn có một cái phiên bản này nhưng đồng thời bạn có hai phiên bản cao cấp hơn đó là linh hồn hoặc là bạn có thể gọi là ứng hóa thân hoặc là higher self và phiên bản cao nhất là thượng đế. Đủ thuần khiết thì sẽ trở lại phiên bản đó nhưng mà bạn có biết là các vị đại Bồ Tát đang ngày đêm ca ngợi Thượng Đế tán tháng công đức của Thượng Đế để được trở về hay không? Và các vị Bồ Tát là những người phải làm việc, Đại Bồ Tát là những người phải làm việc không ngần ngại và vô ngã làm việc giúp đỡ chúng sinh, cứu độ chúng sanh để làm gì? Làm đẹp thiên đàng, ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi chỗ vô tướng của Niết Bàn, ca ngợi chỗ giải thoát, ca ngợi công đức 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của ứng hóa thân của Thượng Đế. Đó, ngày đêm đang làm cái điều đó luôn ở thiên đàng. Thấy hàng ngày, tôi mới thấy hàng ngày. Thầy đêm, tổng lãnh thiên thần, tất cả các vị cao nhất là được đứng gần nhất. Còn xa, nhiều người chưa bao giờ được thấy mặt luôn. Rào nhiều lớp lắm, nhiều tầng tầng lớp lớp. Không bao giờ được thấy luôn chỉ thấy được ánh sáng thôi lậu tận minh lậu tận minh là sao ở đây dịch là trí sáng rỡ lầu lầu diệt tận hết các phiền não khi bạn thấy được cái đứng tối cao đó, đó và bạn thấy một luộc một cái sự bất tử và bạn thấy được cả cái tạo hóa này nó tạo bằng những cái quy luật gì những cái công thức gì thì đức phật chia sẻ những cái quy luật đó moses chia sẻ những cái quy luật đó và thể hiện những cái khả năng mà thật sự là ta nói là ta kết nối thượng đế thì ta có thật sự những cái khả năng này thật thì đúng hết đúng hết quan trọng là họ đang ở những phiên bản nào của tạo hóa thôi chứ mọi người nó đang rất là diễn những phiên bản rất đúng của tạo hóa nó khủng khiếp không <laughs> ok chí sáng rỡ lầu là, là diệt tận hết các phiền não tại không có phiền não nữa mà họ thấy là giống như là thượng đế đen giống như là kiểu mà sáng tạo mọi thứ một cách mà có thể tại vì thấy hết một lượt rồi mình bất tử Mình sẽ chơi kiểu nào Mình sẽ sáng tạo Sáng tạo Tối ngày sáng tạo Phân thân ra sáng tạo luôn Phiền não ở đâu Tại tôi muốn chơi cái trò đó Mà tôi tạo nó ra nữa mà Phiền não gì Chỉ có con người Khi mà nó bị dính vô cái cục thịt 30 năm 70 năm Hay là hai năm gì đó <laughs> Thì nó lại là rất là mắc cự Là tại vì nó đầy sợ hãi Mà nó không có thấy được Thật sự nó có cái thân cao hơn và nó đến từ cái gốc bất tử kia Và khi mà nó vận hành bằng hai cái kia đó thì Suy nghĩ, lời nói, hành động và sự tự do của nó sẽ khác Với một cái người mất kết nối Một cái người mất kết nối Nhìn nó đi, nó lớn một chút là nó đau khổ không ra nổi rồi Nó đau khổ không ra nổi Những cái đứa mà nó free spirit một chút để ý đi Nó dám sống bằng cái sự sáng tạo mà nó đến đây với Hiểu không? thì sao thành công thịnh vượng phú quý và nó rất hạnh phúc sống sai mới khổ sống sai với lại cái 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 linh hồn tự do mới khổ sống sai với cái mà làm kiến tạo giống như có rất nhiều cách để bạn ca ngợi thượng đế bạn làm đẹp cuộc sống này bạn đã ca ngợi thượng đế nè rồi bạn ca ngợi thượng đế là cũng bạn, bạn đang ca ngợi thượng đế nè rồi bạn Thực, giống như là bạn thực hành chân lý của thượng đế các quy luật của vũ trụ sống đúng các quy luật của vũ trụ thì bạn đang sống đúng thôi tại vì á đơn giản là bạn không ăn là bạn sẽ bị đói mà bạn ăn là bạn sẽ bị no đó quy luật là quy luật không cần biết bạn là ai hết á và đối với thượng đế là sao để tỷ như rất nhiều thí nghiệm nha rất nhiều thí nghiệm trong vũ trụ này và rồi thấy cái này chưa hoàn hảo xóa bằng cách cho nó một trận đại ông thủy gì đó rồi làm lại đó trận đại ông thủy đến thế đất này mấy lần mà rồi có quyền cho phép là cho thằng nào được kết nối với ứng hóa thân, kết nối thông điệp của thượng đế luôn để thằng đó được lên tàu và rồi thằng đó với gia đình nó được cứu để làm lại phiên bản lỗi nhiều quá làm lại đối với thượng đế là chuyện nhỏ và đối với thượng đế là hoàn toàn không có một cái gì gọi là ác nha Tại vì tất cả là mình và là tạo hóa của mình. Không có gì sống và cái gì chết hết á. Trong mắt của Thượng Đại chỉ có con người họ mới thấy có sống, có chết, có sinh, có lão, có bệnh, có tử. Mà tại sao ngày xưa Đức Phật tu để giải thoát, để nhận ra được cái chân lý tối cao và khẳng định là ta đã thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử. Chỉ có con người nó mới có sanh và tử, nó sanh và lão nó chứ xui như vậy đó. Sanh và lão mới bệnh rồi mới tử. Đó. <laughs> nhưng mà đối với thượng đế không có một cái gì là không có thiện và không có ác đó là một lời khai thị của những ông thiền sư đó Ông cũng có nói cũng đúng đúng luôn đó không có thiện và khó, không có thiện và không có ác tại vì trong mắt của thượng đế này thì mày nói bằng cái thấy nhìn của cái chỗ toàn năng toàn giác đó giờ mọi thứ là ta và ta tạo nên tất cả thì ta không thích thì ta chơi thì ta không thích thì ta làm lại thôi những cái, cái tạo hóa của ta à, không thích thì ta làm lại thì ta mày đi ai cập đó xương khủng long nó chân ra luôn mà nó tìm được mà thì sao mình thấy lại sao không thích xóa cái loại đó làm lại không ca ngợi thượng đến lắm làm lại nó ác quá nó ăn thịt từng lúc mất rồi làm lại đó rồi những ác quá rồi cứu không được nữa thôi xóa làm lại đó đại hùng thủy rồi lên làm lại cứu những thằng có đức để cho nó tạo nên những cái thằng mà nó kết nối được với tâm linh để nó luôn ca ngợi thượng đế nó làm đẹp thiên đàng làm đẹp chân lý đối với thượng đế đối với cái mắt của thượng đế không có sinh và không có tử cho nên cái mà các bạn con người nó coi như là sinh tử của 8 tỷ người thật sự là nó chỉ là một cái nhận thức thôi à nó không có là cái gì trong vũ trụ này luôn á thì mình nói thật á con người họ 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 có sinh lão bệnh tử do họ được thiết kế một như một cuộc chơi của tạo hóa thôi hả à. mình nói thật á mà loài người không phải là loài duy nhất trong vũ trụ này ừ. rồi á nó do nó có sinh lão bệnh tử nó bị giới hạn bởi thời gian và không gian nhưng thượng đế không bị giới hạn bởi thời gian và không gian đó là do tại sao bên đạo chúa nó gọi là thượng đế toàn biết toàn toàn giác toàn năng toàn biết toàn giác và đạo phật gọi là tận diệt hết các phiền não tại có phiền não đâu có phiền não đâu Đã, giống như là ở vị trí của thượng đế còn cố tình để tạo để để mà chơi để mà trải nghiệm nữa phiền não đâu ừ. con người họ rất bất lực trước tạo hóa mình nói thật á bất lực bất lực trước những nền văn minh luôn đó bây giờ hỏi là một cỡ chân là ngày hôm sau là có một cái cái, cái 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 tảng thiên thạch hay gì đó rồi nó va vô trái đất rồi là hủy diệt ai đoán được không lúc đó nó bị diệt mất tiêu đoán gì nữa kịp thường xuyên như vậy mà có những nền văn minh bị bị lãng quên luôn mà những nền văn minh rất cao hơn loài người luôn kìa mà cái trend đi tạm gọi là trend trend hiện tại của trái đất đó của vũ trụ này đó thiên đàng mới để gì để sống đúng với quy luật của thiên đàng mà đấng tạo hóa đang ở đó đó, my Kaki khaki, gì đó, thượng đế rồi, great spirit là một đang ở đó đó và đang đối diện với lại tất cả những cái gì đẹp và hoàn hảo nhất và rồi ở vị trí con người thôi ngày xưa phật hay là chúa nói về ba thân đó tại vì lúc đó họ đến đây trái đất họ dùng từ ba thân là mình có cái nhục thân ứng hóa thân và pháp thân ừ. nhưng mà những cõi khác họ sẽ nói khác <laughs> đối với con người họ thấy hết cái phiền não của họ để họ thoát cái phiền não của họ đó. là họ mừng lắm rồi mà bạn có tin là ở vị trí cái thấy biết của thượng đế là thấy vũ trụ này một lượt một Ừ. Mà cái thân của Thượng Đế là thân của vũ trụ luôn Các bạn có nghe một là tất cả tất cả là một không? Chân lý luôn Chứ cái đó đúng Các bạn có tin là mọi thứ đều đúng hay không? Mà cái đó một chân lý đúng rất cao của ánh sáng Các bạn có tin là Khi mà các bạn đẹp đẽ Các bạn trong sáng, các bạn thuần khiết á Thì các bạn sẽ thấy bậc giác ngộ thấy tham mì đi ở những cái thấy khác nhau thấy cuộc sống này ở những cái thấy khác nhau cái biết khác nhau cái nhận thức khác nhau và cái gọi là relationship mối quan hệ của mình với thượng đế khác khác của những con người hạnh phúc và phúc lành nó khác với mối quan hệ của những con người đau khổ đối với Thượng Đế. Không đủ đức tin, không đủ sự thuần khiết, không thực hành, không ca ngợi Thượng Đế, không ca ngợi chân lý. Không chịu ở chỗ vô ngã để ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi chân lý vì cái gốc của mình, cội nguồn của phước lành của mình, mình chỉ hướng về thôi, mình hưởng cái sự bình an liền. Nhưng mà thích, thích ở cái chỗ giới hạn của mình để rồi phan chắc thích ở cái chỗ tham lam sân hận si mê của vô minh rồi tạo tùm lum không đúng với chân lý không đúng với quy luật của vũ trụ Thế mì đã nói là quy luật của vũ trụ là quy luật của vũ trụ không cần biết bạn là ai hết đó bạn sống đúng với quy luật của vũ trụ là bạn được thăng hoa bạn sống sai quy luật của vũ trụ bạn bị trừng phạt thôi thằng lucifer sống sai quy luật của vũ trụ các vị đại bồ tát sống đúng quy luật của vũ trụ và tất cả các giác ngộ từ ngàn xưa Họ luôn luôn làm như vậy Luôn ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi chân lý Những vị vua ở trái đất này Họ mất đi, có thể không chẳng ai nhớ tới họ đó Nhưng mà Phật thì khác Chúa thì khác Những người ca ngợi Thượng Đế Ca ngợi chân lý Họ đang ca ngợi và làm thành tựu vinh quang Của chính họ Vì cái đó là cái gốc của họ Bạn đối xử với Thượng Đế như thế nào Cuộc đời này sẽ đối xử với bạn như vậy ừ. Ok lục thông đầu tiên là thiên nhãn thông thì nó cũng giống như hồi nãy đó là thiên nhãn đó thì thầy đã giải thích rồi thiên nhĩ thông cũng nãy cũng có đó đại khái vậy nghe nghe chẳng những nghe âm thanh của vũ trụ đâu mà nghe âm thanh của tạo hóa này do nghe hết một lượt thấy hết một lượt biết hết một lượt thông suốt hết một lượt nên mới nói ra những cái chân lý mà nó giải phóng người ta ở tận tiềm thức của họ luôn mà của mọi người như vậy luôn đang trôi lên cái gì được giải phóng cái đó luôn tin ông nó thông minh khủng khiếp như vậy đấy nếu mà các bạn không được chuyển hóa giải phóng rần 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 liên tục liên tục trời ơi hạnh phúc hạnh phúc vượt ngoài thế gian liên tục nhỏ nhất là những người đã quá chín mùi với cuộc đời này rồi sẵn sàng rồi đầy đủ hưởng đủ hết rồi họ sẽ thấy cái hương vị này tuyệt vời nhất trong tất cả các hương vị thì mình hưởng dục tới của thế gian tận cùng luôn thì mình nghĩ là các bạn không có được nhiều hạnh phúc như thế mình đâu tại cái người mình từ nhỏ đã rất là tích cực và rất là hạnh phúc rất positive cho nên là thì mình hưởng hạnh phúc dễ dàng lắm và hưởng tất cả những hạnh phúc trong mọi lĩnh vực ừ. họ nhỏ ngủ thức dậy là bung cái mền ra thôi là những người ở trong nhà chạy vô xếp mền cho mình và gọi mình là tiểu thơ đàng hoàng luôn ừ. và rồi không bao giờ đụng tay vào một cái gì ở trong nhà hết á ừ. tới lớn luôn không biết gì hết á ừ. nên mày có nhiều hạnh phúc lắm hạnh phúc mà tới tận cùng luôn á mà được mọi người tôn trọng họ chỉ biết ba mình là cái ông đó thôi mà cái đức của ổng người ta tôn trọng mình liền không có bị một sự ngăn ngại nào với thế gian này hết á trong chân lý không bao giờ có cái gì đó ngăn ngại được không bao giờ thiên nhĩ thông nghe hết nghe cái âm thanh của vũ trụ âm thanh vũ trụ là tiếng vỗ của một bàn tay đó có nghĩa là muốn nói đến cái, cái cái âm thanh của tạo hóa mà không phải do con người tạo cũng không phải do những cái vật chất có tướng tạo ra à, bàn tay nghĩa là nói về vật chất có tướng nói tiếng vỗ của một bàn tay trong thiền nghĩa là cái âm thanh này nó là không có do một cái gì có tướng tạo ra nó là vô tướng nhưng mà nhìn thấy kỹ nó là âm thanh vận hành cả vũ trụ này hả và rồi đó cái biết đó biết nghe thấy nó một lượt nhìn nè một lượt thấy hết biết hết và do đó cái lời nói phát ra đó cái thanh âm đó sẽ tương ưng mật độ ánh sáng của cái thấy biết nghe để đưa họ đến sự giải phóng tương ưng với cái năng lượng mà họ đang hướng về sự giải phóng của niết bàn của thiên đàng của tự do của hạnh phúc đó là do tại sao khi mà các bạn gặp được một minh sư thật sự hoặc là hướng về thượng đế tùy theo cái đức hạnh của các bạn các bạn sẽ kết nối các bạn sẽ được kết nối và sẽ được giải phóng nhưng ai gõ thì cửa cũng sẽ mở thiên đàng là vậy gõ thì quy luật gõ là cửa sẽ mở có hỏi là câu trả lời sẽ đến có đó là do tại sao trên thế giới họ có những cái quy luật về điều ước họ có cầu nguyện là hỏi là câu trả lời sẽ đến Vũ trụ đã quá thương yêu bạn như vậy Đã làm mọi thứ rất dễ dàng như vậy Tại sao không hỏi là làm thế nào để tôi trở nên Chữ tôi thật, tôi giác ngộ Làm như thế nào để mọi người được sống ở trong thiên đàng Đặt câu hỏi, câu trả lời nó đến Tất cả mọi người đặt câu hỏi đó ngày hôm nay Làm như thế nào để tôi và tất cả mọi người sống được ở, ở thiên đàng Hạnh phúc vĩnh cửu Bất tử tất cả các spaceship của nhiều hành tinh khác nhau tại vì nó phải tối ngày nó ca ngợi thượng đế nó phải nhiều khi nó phải bảo vệ những cái ánh sáng rồi nó ca ngợi thiên đàng nó phải đấu tranh với bóng tối gì đó như người hộ pháp bây giờ trời nó cầu nguyện nó nó được vào thiên đàng mới nơi mà không còn chủng tử của tối tâm được vào được không được luôn bất tử à, linh hồn bạn nó bất tử ừ, nhưng mà cái cái thằng mà ở đây nó đã chết đi sống lại nó rồi cái nó gặp thượng đế là nó gặp vũ trụ nói với nó đó nó... âm nghe âm thanh thôi nó là thà la bà tì tha tâm thông chứ không phải nói chuyện như mình gì đâu mất thời gian năng lượng <laughs> đó. và rồi á nói với nó là bạn cần trở về thế giới 3D bạn cần trở lại đây để mà lan tỏa tình yêu thương trí tuệ mà thật mình tới đây mọi thứ trong này nó nó luôn luôn đương nhiên nó có những cái giới hạn của nó nó đang nâng cấp tâm linh của nó nhưng mà luôn luôn mỗi ngày mình lại thấy nó là nó lại mở, trở thành một con người mới với tình yêu thương và xung quanh nó mọi thứ được chăm chút bởi tình yêu thương và cả cái thành phố này những cái nơi nhiều nơi con người đó, vũ trụ nói cho thêm biết và thể hiện qua những con người xung quanh thì mình thấy được chăm chút bởi tình yêu thương lạ lắm nó tỉ mỉ nó tinh tế ừ. cái thành phố thì mày đang ở rồi xung quanh là thiên thần không à spaceship và nó tốn ngày nó cầu nguyện để mà nó được vào thiên đàng mới ừ. nó ước nguyện và đó là sự kiến tạo mới đấy và đã có trong kinh điển tại vì cái thấy trên ngữ thường đế thấy quá khứ hiện tại bị lai một lượt. Nhưng mà tại vì có thời gian và không gian những chúng sinh còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian thì họ sẽ giống như là họ họ không có được thấy cái như vậy, còn cái thấy biết kia thấy hết một lượt nó không bị giới hạn bởi một cái gì á, gọi là cái đó gọi là cái gì thiên nhãn minh á. Rồi, tha tâm thông thì tha tâm thông hay không thì bữa nay gõ bằng tự hiểu hết rồi nếu không có tha tâm thông tại sao mình nói vô ngay cái mặt <laughs> của bạn lúc bạn đang suy nghĩ cái gì hả à, tại sao mình nói vô đúng tất cả những suy nghĩ của các bạn một tư tưởng thiện ác của các bạn đó là có tha tâm thông hay không mà không phải của các bạn mà của tất cả các bạn một lượt ờ à, nó cũng khiếp như vậy đọc trong thánh điển đi coi cái cách nói chuyện đó là của ai sẽ hiểu của chỗ toàn của chỗ toàn năng toàn giác đó đó của chỗ giác ngộ đó đó chỗ đại giác ngộ đó đó nói nói với một tỷ người không giống không khác gì nói đang nói với một người luôn tại nói cả một hệ thống tiềm thức của vũ trụ này luôn đó. một lượt luôn và đưa đến sự giải phóng đưa đến sự kết nối đưa cái ánh sáng mật độ ánh sáng tương ưng để đưa đến sự giải phóng cho cái người đó âm và dương đưa mật độ ánh sáng tương ưng có sự thông minh nào vũ trụ này cũng khiếp vậy không vậy bạn tạo được cái gì rồi để để bạn xem thường tạo hóa này để bạn xem thường cả một cái vũ trụ các bạn chưa thấy vũ trụ này khủng khiếp như thế nào đâu mọi thứ nó đang hòa điệu trong nhịp điệu của nó cái bức tường nó có nhịp điệu khác cái bức tranh nó có những cái nhịp điệu khác ờ à. nó có nó trải nghiệm đủ mọi cảnh giới đủ mọi tần số cảnh giới à. tùy theo cái thấy nhìn của các bạn cái thấy biết của các bạn cảnh giới của các bạn và các bạn sẽ được trải nghiệm các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ sống như thế nào Đối với tham thì những người mà đã mất kết nối Với ứng hóa thân hoặc là pháp thân luôn Là những người hoàn toàn trong đau khổ Họ không biết gì ngoài tốt xấu hay dở Được mất hơn thua buồn vui đó. Và rồi họ cứ chạy Họ cứ bị cái đó làm chủ hoàn toàn Họ một cách vô tình hay cố ý Họ không biết mà làm đẹp thiên đàng làm đẹp thượng đế làm thành tựu thượng đế thành tựu chân lý thành tựu thiên đàng khi mà làm đúng như vậy đi ca ngợi tất cả những cái điều tốt đẹp làm mọi thứ xung quanh mình tốt đẹp Thành vượng thành công sự hạnh phúc sự viên mãn sẽ đến sẽ thành tựu gõ thì cửa sẽ mở đó có bạn biết tại sao mà con người đó giờ nói luật hấp dẫn tận cùng luật hấp dẫn cho nghe nè ở vị trí mà lộ tận minh nè muốn nói không không nói nói nó chịu cảm hết luôn rồi nhưng mà không vũ trụ này không giới hạn thì mình đã nói về luật hấp dẫn nè tại sao mà con người đó nó tác ý mà nó lại là nó 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 lại là nó cũng là hỏi đó nó cũng là gõ cửa đó mà tại sao câu trả lời đến với nó là chậm vậy tại sao tại vì đức tin của nó đâu đức tin của nó đâu hả à. rồi á cái mà sống đúng với quy luật của nó đâu ca ngợi thượng đế ca ngợi thiên đàng làm đẹp thượng đế làm đẹp thiên đàng đó để mà sao nó sẽ chuyển hóa nó sẽ lập trình lại cái tiềm thức của họ đương nhiên bạn sẽ có những cái tiềm thức mà nó sẽ suy nghĩ là bạn sẽ không thờ, xong xứng đáng cái đó bạn không thành tựu cái đó đã khá như vậy còn đối với Tamỳ là khá là Tamỳ thấy thông tin trước khi nó đến luôn thì ừ. thấy nhưng mà ở thiên đàng đó nó cho nó chỉ cho thấy là giống như là cái 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 phiên bản đó nó với cái nguồn năng lượng đó cái đó là chân đế đó tại chân đế nó không có tục giống như là mình ở đây đâu Nikola Tesla nói như sao? Nó muốn biết quy luật của vũ trụ này thì phải biết ở tầng của năng lượng, tần số và độ rung động. Ở cảnh cõi trời trở lên đó người ta nói chuyện với nhau bằng tần số, độ rung động, năng lượng. Họ tiếp nhận với nhau kiểu đó đó. Ừ. Cho nên không có giả dối được. Bạn rung động với gì người ta biết hết trơn à thì khi mà những cái gì mà trên hành trình của tham mì ví dụ như những những con người tham mì sẽ biết được những cái độ rung động của họ ừ. đó và rồi mình sẽ nhận ra họ và đó tham mì thích chơi kiểu đó đó à. để mà nó 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 thú vị nó mới thú vị tham mì thiết kế cái game rất là thú vị ừ. ok túc mạng thông mà biết rõ kiếp trước của mình là người và người đó biết rõ hết cái 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 mặt thật của mình và người luôn từ bắt đầu và kết thúc. Đầu tiên cái nguyên thủy và cái cuối cùng. Mình nói do tại sao mà nói là giống như đợi trước khi mà giác ngộ rồi Đức Phật đặt câu hỏi đó là trước khi ta sinh ra ta là ai? Và khi chết ta đi về đâu? Và sứ mệnh của ta là đại khái vậy đi. Thì thấy hết luôn á, thấy lại hết, trước khi sinh ra tao là ai khi chết tao đi về đâu và đoạn giữa này thấy cũng thấy hết luôn, thấy hết luôn, ừ. đó gọi là túc mạng thông, biết rõ mình và người, biết rõ mình và người. Tại con người nó cũng quan trọng bản ngã quá quan trọng như là tôi và cái cái bà kia với cái ông kia cho nên là như là tôi muốn biết kiếp trước của tôi hai kiếp trước của tôi ba kiếp trước của tôi đại khái như vậy nhưng mà bạn sẽ thấy toàn vũ trụ này một lượt bạn muốn thấy gì bạn thấy bạn muốn biết cái gì, gì bạn biết nhưng mà bạn không có quan trọng nữa tại vì <laughs> lúc đó bạn bạn thấy một hành tinh nó cũng nhỏ nữa cách mà tạo hóa thiết kế mà kiểu mà cho những cái nền văn minh khác nhau á bạn thấy nó cũng quá nó cũng là mình hết luôn nó mình hết luôn quan trọng là cách mình muốn chơi như thế nào thì mình vào đó mình vặn nút ngon <laughs> ừ và thật là nó nó vận hành theo kiểu không phải ừ. rồi á mình giống như là mình vào đó mình tự nêm nếm rồi này nó hết luôn vậy đó đại khái như vậy rồi cho nên là đối với con người nó thấy là một kiếp hai kiếp của họ là cái gì đó là rất là to lớn và nó có ý nghĩa hết tất cả đối với họ nhưng mà trong cái mắt của thượng đế á cái dõi giác á đó, đó nó nó vô nghĩa đó thấy cả vũ trụ này một lượt nó cũng trở thành nó nó có gì đó, nó quen thuộc nha mà thấy cả vũ trụ một lượt nó không có nằm trong cái riêng tư của những cái phân mảnh nhỏ nhiệm đâu uhm nội mà các bạn thi nhãn xung quanh thêm thì mình thôi thấy hết tiền kiếp của các bạn rồi ừ. thấy hết luôn á tên nó. nó thấy được cái Qua, vượt ngoài quá khứ hiện tại vị lai luôn nhưng mà nó không có khả năng tạo hóa trong đó thôi nó chưa đủ cái công đức để nó 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 to, nó, nó, nó toàn thấy hết đó nhưng mà nó chưa có toàn năng thôi nó đang tu tập và cảnh giới nó rất cao ok đó thì cho các bạn thấy thực sự những cái sự thật khi các bạn thấy được là về về nhân loại đó và họ đã mà mỗi một chúng sinh mỗi một cá thể cái gì của nó nó cũng cho là trời hết luôn nó không hiểu luôn nó không hiểu chứ nó bất lực trước tạo hóa và thiên nhiên như thế nào trước sinh lão bệnh tử thôi như thế nào chưa biết mình là ai chưa biết mình đi đâu về đâu chưa biết là quy luật của vũ trụ chưa biết tại sao mình có mặt đây mình ở đây để làm gì Ừ. còn còn bị lên lan lên lan ở trong đau khổ nữa quyết định bước ra cái đi giờ mấu chốt đã chia sẻ rồi đó hỏi là sẽ có câu trả lời gõ là cửa sẽ mở ừ. đặt những câu hỏi mà tối cao luôn mà tương ưng với sự ca ngợi thượng đế ca ngợi chân lý ca ngợi thiên đàng nha đừng có theo chiều hướng bản ngã là khổ á ừ. đúng với chân lý nhiêu thì sự thành tựu và sự hạnh phúc càng có nhiều còn một số người nó hơn nó hơn là do hai sao của nó cũng có thiện căn và nó cũng nhận được chút chút thông tin hai sao của nó và nó cũng có những cái sự thành công nhưng mà nó đánh đổi với những sự đau khổ do cái phiên bản nhị nguyên của nó suy nghĩ nhị nguyên của nó xen vô quá nhiều cho nên là nó cũng có những cái hạnh phúc và những cái đau khổ nhưng mà càng hòa với hai sao đi tự do tuyệt đối ok rồi kế tiếp tiếp tục Tha, à, thần túc thông có sự biến hóa phi thường dạo đi khắp đó đây trong tích tắc ứng hóa thân của bạn và pháp thân của bạn pháp thân của bạn là trùng khắp rồi ở mọi nơi rồi ứng hóa thân của bạn tùy theo tùy theo cái cái công đức của bạn mà quyết định là bạn đi tự tại vào những cảnh giới nào nhưng mà ứng hóa thân của một vật đại giác đó một bậc đại giác đó thì có thể đi khắp trong đó có cõi phật cõi của đấng cái chỗ ngự của đấng tối cao đó đó chỗ ngự của cái ứng hóa thân của đấng tối cao đó đó ừ. nhưng mà cái người đó nếu mà cái chỗ của vị đó đó khi mà bạn cảnh giới thấp hơn đó bạn những nếu mà ở phương diện của những linh hồn phân mạnh á bạn phải được cho phép bạn mới được đến nếu bạn thấp hơn còn nếu bạn cao hơn là cảnh giới nào bạn muốn đến bạn cũng đến được đó bạn hướng tâm với chúng sinh cho bạn biết họ đang ở đâu biết họ đang ở cảnh giới nào tần số nào đó là tha tâm thông đó à. biết họ thuộc cảnh giới nào họ đang đau khổ hay hạnh phúc ừ. thần túc thông dạo đi khắp đó đang tích tắc muốn ở đâu ở đó muốn ở thiên đàng nhắm mắt là ở thiên đàng muốn ở đâu là ở đó tự tại trong tất cả các cõi không bị giới hạn còn những linh hồn tùy theo cái công đức của bạn mà bạn sẽ bị giới hạn nhất định những giới hạn nhất định bạn sẽ không được đến được những cái nơi cao hơn bạn Lậu tận Nhưng mà một cái sự mà Sự biến hóa phi thường mà có thể đến khắp Các nơi các cõi Trong đó có cõi Tất cả các cõi Trong đó có nơi mà Ứng hóa thân của Thượng Đế đang ngự đó Cái người cầm cái phương trưởng đó Thì đó là người đó đó thì là là cái 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 người mà gọi là có tam minh lục thông gọi là thần thúc thông lậu tận thông thì cũng giống như cái trước đó trí sáng rỡ lâu lâu tận diệt hết các phiền não tận diệt hết các phiền não tùy theo tùy theo căn cơ của chúng sinh tùy theo cảnh giới của chúng sinh mà họ sẽ có những phương tiện khác nhau bởi giờ thì mình chia sẻ quá nhiều phương tiện tại vì chúng sinh thật sự họ đến từ nhiều cảnh giới khác nhau nhưng mà thì biết cái gì là giống như là mỗi người sẽ tự nhận thấy theo đúng căn cơ của mình và thực hành thực hành mình sẽ biết cái nào tốt nhất cho mình hả cái đó quan trọng tận diệt hết các phiền não cái cái từ bi của cái chỗ giác đó nó không có nó không có bị ái nhiễm giống như các bạn nghĩ đâu nha nhưng mà đó cái chỗ giác toàn năng toàn giác đó đó yêu thương các bạn bằng hành động chứ không phải bằng suy nghĩ đâu không chỉ bằng suy nghĩ đâu cho các bạn hơi thở cho các bạn tất cả mọi quy luật của vũ trụ mà gửi thường xuyên gửi những những đức những phiên bản hoàn hảo những phiên bản mà thánh hiền những phiên bản mà thanh khiết thuần khiết ngài gửi đến để mà liên tục chia sẻ để nhắc tỉnh, nhắc thức con người sống đúng quy luật của thiên đàng để được bình an, hạnh phúc. Và những con người có tâm linh và tu đúng là họ có được hạnh phúc, họ có được bình an. Một số người đạt được sự, nhận được sự bất tử. Ừ. Một số người ừ. họ có được cái trí tuệ để mà họ giải thoát trong cuộc sống tùy theo mức độ thực hành của bạn và tùy theo cái công đức của cái hard self của bạn đã làm gì trong để ca ngợi thượng đế, ca ngợi chân lý, cái nơi mà bạn đã đến trong muôn vạn kiếp, nó sẽ quyết định cái cái năng lực của bạn trong Tam Minh và Lục Thông. Đó. Thì các bạn tới đâu trong Tam Minh và Lục Thông rồi bạn tự hiểu đi. Và rồi á, phiền não nó vô thường, bạn trân trọng nó không kịp, giống như lần trước tôi mình nói, mở một bộ phương diện khác là tôi cố tình tôi tại vì tôi bất tử và tôi thấy mọi thứ hết và tôi biết mọi thứ hết và tôi muốn sáng tạo để mà tôi chơi sao mà tôi không có chán trong cái cái trò chơi không giới hạn và quyền năng không giới hạn này đại khái như vậy mình thấy được cái 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 cái, cái chỗ quyền năng tối cao thì cái đó là cái đó là cái, cái 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 cách mình có thể gọi là cái cái sự sống cái sự sống bất tử như vậy đó ừ. còn có giới hạn thì sao có giới hạn thì họ bị làm chủ bởi cái giới hạn đó. Ừ. Bị làm chủ bởi sinh lão bệnh tử. Còn không có giới hạn thì họ sẽ sáng tạo theo kiểu khác, họ sống theo kiểu khác, bạn hãy đặt bạn trong ví dụ bạn là bất tử đi bạn sẽ sống như thế nào? Mà chỗ vô tướng đó là chỗ bát nhã, chỗ vượt khỏi sinh lão bệnh tử, chỗ đầu tiên và chỗ cuối cùng. Ở cái chỗ đó không có điểm cuối cùng đâu tại vì nó vô hạn mà vô hạn quyền năng tối cao ngay từ đầu khi bạn chưa có mặt cái đó cái bạn cứ biết là gọi là không giới hạn <laughs> không giới hạn thế mình chúc cho tất cả muôn người muôn loài được thắp sáng sự thật thấy nhìn đúng chân lý của Tam Minh Lục Thông. Thấy nhìn đúng chân lý để có được sự bình an, hạnh phúc, bất tử, vĩnh cửu, vĩnh hằng. Thoát khỏi tất cả mọi cái đau khổ của sự sợ hãi của và rồi khôi phục lại cái thân ánh sáng thật của mình khi thoát khỏi những tần số thấp rồi khôi phục thân ánh sáng à, ngay tại đây nó nâng cấp lên rồi mà nâng cấp là do ai do con người nâng cấp á thì là đang nâng cấp cái trái đất này đó thì sẽ nó nó sẽ là phiên bản thứ hai của thiên đàng luôn nó giống luôn mà tùy theo cái tần số của bạn ở nào thôi ừ. sáng lên đó là cái cái phiên bản mà đứng cứu thế đó sẽ nói những cái chân lý nữa cao nữa mà các bạn đã sẵn sàng đó sáng nữa sáng nữa cho đến khi mà là một cái phiên bản của thiên đàng mới luôn á We love you all. You are amazing. Thank you, thank you. Thank you.